Cảm ơn chị Kim Chi rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình, xin mời anh Đậm. Bài kế tiếp là tới anh Năm chuẩn bị nha. Để đổi lại một không khí, hôm nay Đậm sẽ gửi đến cho chúng quý vị một bài giọng cổ bên hai. Đó bài giọng cổ từ bộ Hà Nội. Bài này tôi cũng khói lâu ca quá nha, có gì sai sót mong quý vị cũng cảm bộ qua. Đến đây cũng như chúc vui với câu lạc bộ cũng như là